Em xin chào tất cả mọi người nhé. Nay em đi quay trận phiên thứ 5 cho mọi người cùng xem. Mưa gió rất là ướt át. Hàng hóa của trận thứ 5 thì sẽ không được nhiều như là phiên chợ chủ nhật. Vâng, cô đi mua gì đây? Ăn nhiều ớt thế. Vâng, đây đi phơi cho nó ớt khô đây. Ớt thóc mọi người nhé. Nay em đi tìm ít đẳng sâm nhưng mà khả năng là không có. Thời tiết mưa quá nên là mọi người không đi đảo được. Cân cân á, con này của mình nhẹ quá nhỉ, cân 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 cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Chúc mọi người những ngày cuối cùng của tuần tràn đầy năng lượng. Xin cảm ơn mọi người.